Với màn ngược dòng trước DK, JG không chỉ duy trì mặt trận bất bại trên mặt trận thuộc giải đấu chính thức Glorious mà còn củng cố ngôi đầu bảng LCK. Có lẽ với đà thăng hoa này, JG sẽ chỉ cần mất thêm khoảng 3 trận đấu nữa là tối đa để chắc suất vào playoff. Tuy nhiên cũng có một vấn đề là JG đã không thể duy trì chuỗi trận thắng 2-0 của mình khi nhà chính của đội tuyển này đã lần đầu tiên sụp đổ tại LCK mùa hè. Những kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất khi JG vẫn giành được chiến thắng bằng sự bản lĩnh và bình tĩnh dù vừa bị đối phương hủy diệt. Thế nhưng có lẽ khi đã hủy diệt một đối thủ có thể trên hành trình chinh phục danh hiệu, nên những trận đấu như cuộc đối đầu với DK cũng chỉ thêm chút hào hứng cho khán giả. Bởi lẽ trong một phát biểu sau trận đấu kết thúc, Joby thẳng thắn thừa nhận anh không còn quá nhiều cảm xúc với chuỗi bất bại như thế này. Trước đây tôi rất vui khi thắng các trận đấu, nhưng gần đây tôi cảm thấy thường vì đã thắng quá nhiều. Ngay cả khi chúng tôi giành chiến thắng khó khăn trong các trận vòng bảng, tôi cũng không cảm thấy vui lắm. Tuy nhiên thật tuyệt khi giành được chiến thắng ở playoff hoặc trận chung kết. Có lẽ vì chúng tôi đã thắng quá nhiều trận trong mùa giải, nên việc thắng từng trận một đã không còn quá quan trọng. Trên thực tế, phát biểu của Joby có thể là một động thái để anh cùng các đồng đội tránh việc ngủ quên trên chiến thắng và phát sinh tâm lý chủ quan. Tuy nhiên đây cũng có thể là cảm xúc thực sự của Joby khi thời gian vừa qua JG gần như là không có đối thủ. Thất bại gần nhất của họ là trước Top tại World Cup. Tuy nhiên trong khuôn khổ các giải đấu chính thức của Riot thì JG vẫn bất bại. Có thể nói T1 đã và đang sẽ là tổ chức sở hữu lực lượng fan đông đảo nhất thế giới. Có hai lý do để chứng minh điều này. Một là tổ chức thành công nhất lịch sử liên minh với 4 chức vô địch thế giới, 2 lần đăng quang MSI và 10 danh hiệu LCK. Hai là T1 đang sở hữu quốc bảo của hàng là Faker. Chiến tích vô địch tại World Cup vừa qua là càng đánh bóng tên tuổi cho T1. Nhưng bao giờ cũng vậy, đông fan thường đi liền với những rắc rối mà khó ai có thể kiểm soát. Và nếu cần biết về một ví dụ của sự rắc rối vô cớ từ lực lượng fan đông đảo hùng hậu này, cứ đi hỏi đầu bếp kim nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội Zhang Shuizhen. Mới đây anh Zhang đã đăng tải lên YouTube một video với nội dung chia sẻ về loại thịt mà mình đang kinh doanh. Kênh sở hữu 1,5 triệu người theo dõi nên gần như ngay lập tức video nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu thích ẩm thực. Thêm nữa, người xem đã đánh giá rất tích cực về chất lượng video, từ nội dung, cách biên tập, chất lượng sản phẩm cho đến cách thức chế biến. Nhưng nếu dừng lại ở đó thì không có gì để bàn. Zhang cho biết video của anh đã bị nền tảng đánh gậy gỡ xuống tới 2 lần mà không đưa ra bất cứ một lý do nào cụ thể cả. Cộng đồng mạng Trung Quốc bàn tán xôn xao về sự việc này trên các trang mạng. Và rồi sau đó, những người chơi liên minh đã nhận ra sự bất thường. Theo một số hội nhóm phân tích, họ cho rằng đã có một nhóm người đã đồng loạt nhấn vào nút báo cáo video của Zhang vì đầu bếp này đã để giá tiền sản phẩm là 1.557. Với những ai chưa biết thì đây là con số nhạy cảm, nó đánh dấu game đấu chống vánh nhất lịch sử liên minh quốc tế sau khi Invictus Gaming vừa dập T1 sau 15 phút 57 giây tại vòng bảng MSI 2019. Dù đã hơn 5 năm trôi qua, nhưng kỷ lục này vẫn chưa bị phá và trở thành nỗi ám ảnh của không ít những người cộng đồng fan T1. Bản thân T1 cũng đang nỗ lực để sửa đổi kỷ lục đáng buồn này khi đánh bại Mad sau 16 phút 47 giây tại MSI 2023 và thắng LifeQuest sau 17 phút 34 giây ở MSI 2024, nhưng vẫn chưa làm được. Chính các fan T1 cũng đã chỉ trích tổ chức này vì không biết vô tình hay cố ý mà treo một chiếc đồng hồ điểm 15 giờ 57 phút tại T1 Shop. Và dù chưa có bất cứ bằng chứng cụ thể nào cho thấy ai đứng sau hành vi ném đá dấu tay này, nhưng dù không muốn tin, người ta vẫn phải gán tiếng xấu cho các fan T1 với quá nhiều những sự kiện có liên quan. Có lẽ nhiều fan T1 vẫn còn nhớ giai đoạn hè 2021, đội tuyển này có thể nói trải qua những ngày tháng khó khăn nhất lịch sử đội tuyển. T1 khi đó được dẫn dắt bởi cặp đôi Danny và Zefa, những nhân vật đã đưa Demon lên đỉnh thế giới. Thế nhưng vì các thứ huấn luyện không phù hợp và bản thân Danny cũng thường xuyên có những chỉ trích, ám chỉ Faker là nguyên nhân khiến đội tuyển tụt dốc, càng làm cho đội bộ thêm rối rắm. Từ đó cho đến kết cục là T1 trở thành đội đầu tiên trong lịch sử chuyên nghiệp xứ Hàn thay tướng giữa dòng. Đang nói sau đó, thành tích của T1 cải thiện thấy rõ và kết cục là vị trí thứ 3 ở chung kết thế giới cùng năm. Đang nói tại mùa hè năm đó, T1 cũng kết thúc lượt đi vòng bảng với 4 trận thua và chỉ có 1 thắng. Đó cũng là lần cuối cùng tính cho đến trước mùa giải hè 2024 mà T1 có thành tích kém như vậy. Và sau trận thua trước FaZe, thành tích đáng quên đó một lần nữa được tái hiện. Và sau đó một việc tệ hơn khi T1 tiếp tục thất bại bạc nhược trước Hanwha Lion. Nhiều khán giả bày tỏ sự lo ngại cho các tuyển thủ T1 và nhất là Koma. Lần trước Danny và Zefa đã phải ra đi để T1 tự tìm hướng đi cho mình, nhưng Koma thì lại có tầm vóc và sức ảnh hưởng khác hẳn. Gấu mẹ gắn với thời kỳ hoàng kim của SKT T1 và ông luôn được các fan của T1 cũng như chính các tuyển thủ, đặc biệt là Faker, kính trọng. Do đó khả năng huấn luyện viên này vẫn sẽ tiếp tục đương nhiệm và T1 cần có cách tích cực hơn để giải quyết vấn đề thay vì trạm tướng. Trong ngày thi đấu cuối cùng của tuần 5, Fox đã tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước KT. Sau khi để đối thủ vươn lên dẫn 1-0, đội tuyển này đáp trả bằng ván thắng nhanh nhất mùa khi phá hủy nhà chính ở thời điểm 20 phút 2 giây. Bước vào ván quyết định, Fox một lần nữa chơi xuất sắc khi thể hiện lối chơi mạch lạc với phong độ cao của cả 5 thành viên. Họ giành chiến thắng để hoàn tất màn lội ngược dòng 2-1 và đó chấm dứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của KT. Cách đây ít ngày, Fox cũng đã làm nên một cơn địa chấn khi hạ T1 2-1, trong đó có ván đấu ấn tượng với tỷ số chung cuộc 8-0. Hai chiến thắng liên tiếp này đã giúp cho Closer và đồng đội tách khỏi nhóm cuối bảng và áp sát top 6.
với thành tích 4 thắng 6 thua Fox. Hiện chỉ kém 3 đội tuyển xếp trên là Guangdong, KT và T1 một điểm. Với việc T1 và KT sẽ chạm trán nhau trong trận đấu kế tiếp, Guangdong gặp Hanwha, khoảng cách này hoàn toàn có thể bị săn lấp, đặc biệt khi Fox sẽ có tuần thi đấu nhẹ nhàng với hai đối thủ cuối bảng là Nong Shim Red Fox và OK7 Bang Bright. Những năm gần đây, các tuyển thủ cũng như streamer càng có nhiều cách xây dựng hình ảnh hơn, từ những content độc lạ cho đến các nội dung tấu hài hay việc trò chuyện với khách mời hoặc đối đầu với những thử thách mới. Tất cả đều là những nội dung hấp dẫn bởi những cái tên này được nhớ đến nhiều hơn các fan. Mặt khác, cũng có một số game thủ làm từ thiện đã nhận được sự quan tâm của nhiều người hâm mộ, bất kể đây là content câu view hay hành động từ cái tâm, nó cũng đã giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, một trong những hỗ trợ nổi tiếng nhất thế giới, Wolf, đã làm từ thiện với số tiền khổng lồ cho một tổ chức Hàn Quốc. Theo thông tin được chia sẻ, Wolf đã quyên góp 30 triệu won, khoảng 550 triệu đồng tiền mặt cho thành phố Busan, mục đích để hỗ trợ hoạt động giúp trẻ em suy dinh dưỡng ở đây. Trong buổi trò chuyện, Wolf cho biết anh đã đáp lại tình cảm mà anh đã nhận được từ cộng đồng khi còn là tuyển thủ, thế nên anh đã quyên góp cho trẻ em suy dinh dưỡng để san sẻ những khó khăn. Ngoài ra, Wolf cũng hy vọng những đứa trẻ này có thể đạt được ước mơ. Nhìn lại lịch sử, đến nay Wolf vẫn là một trong những người chơi hỗ trợ giàu thành tích nhất lịch sử, bởi trong thời kỳ hoàng kim của SKT, Wolf và đồng đội đã có cho mình 4 chiếc vô địch quốc tế liên tiếp, một chiến tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử liên minh huyền thoại.